Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa có buổi làm việc với Thứ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu, năng lượng Úc. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao mối quan hệ phát triển bền vững và ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Úc, đánh dấu bằng việc hai bên đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Úc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 3 vừa qua. Nhiều văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Úc trong lĩnh vực công thương đã được ký kết, trong đó có bản ghi nhớ thành lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng và khoáng sản Việt Nam-Úc. Hai bên nhất trí cho rằng đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng và khoáng sản là cơ chế quan trọng giúp hai nước thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác thế mạnh, một mặt giúp đưa ra định hướng về hợp tác năng lượng, khoáng sản trong tương lai nhằm đáp ứng các xu thế phát triển chung của ngành năng lượng toàn cầu hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050, mặt khác góp phần tạo động lực tăng trưởng cho quan hệ kinh tế thương mại song phương Việt Nam-Úc. Ngay sau buổi làm việc, hai thứ trưởng đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy phát triển thị trường điện cạnh tranh giữa Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam và Đại sứ quán Úc. Bản ghi nhớ là cơ sở để chính phủ Úc hỗ trợ thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật thông tin, đào tạo nâng cao năng lực trong lĩnh vực điều tiết hoạt động điện lực, phát triển thị trường điện cạnh tranh và vận hành hệ thống điện, thị trường điện tích hợp tỷ trọng lớn năng lượng tái tạo phù hợp với bối cảnh mới về chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.